điên, tôi điên quá, bực quá, tức quá, rồi, bực quá. Hỏi, hỏi ơi, cái gì thế? Tôi điên rồi. Sao lại điên? Tôi bực quá rồi. Trời ơi, tôi sai ông đi cuốc một tí mà ông bực với ông điên, tôi khó chịu quá đấy. Tôi không phải bực với chuyện cuốc. Sao? Nhưng mà tôi vẫn bực. Ra tôi giơ cái cuốc lên rồi cuốc mà tôi không thể nào cuốc được, tôi phải về nhà cái. Tôi điên lắm rồi. Tôi bực lắm rồi. Ông chứ bực cái gì? Bực không nói ra được. Nước ở trong lòng người này. Ôi. Nó bực. Nước. Nó tức. Nó bức xúc mà không nói ra được, nó mới khó chịu. Ôi giời, tôi xót quá. Thì ông bực cái gì? Ông bực cũng như là tôi bực. Thì ông bực cái gì mà nói ra cho nó thoải mái nào? Tôi không nói được. Bà cứ để mặc tôi. Bà vào bà nghỉ đi. Ôi giời, tôi vào. Bà bực lắm rồi, không thể nào chịu được. Cái gì đây? Ông bực thì ông phải nói với tôi. Chứ ông cứ thế này tôi không hiểu thế nào được. Ông bực cái gì? Bực. Bực gì? Bực cái con vợ thằng Tuất. Nó nói xấu. Nó nói xấu ông à? Nó nói xấu tôi thì không sao. Nhưng mà nó lại không nói xấu tôi. Nó nói xấu bà thì tôi mới không chịu được. Tôi mới ức. Tôi mới ấm ức trong cái lòng người này. Nó nói gì? Nó nói gì tôi? Thôi. Tôi không nói đâu. Nói ra bà mà làm bù lú bù loa lên, nó mất cái tình cảm làng xóm. Nhá. Không nói được. Chuyện này bà cứ để tôi nhá. Ông không nói thì tôi cũng bực. Ông phải nói ra, tôi khó chịu lắm. Vì ông nói như thế là ông cứ nói thật đi. Nó nói gì tôi, Thôi được rồi, tôi nói cho bà. Nhưng mà bà không được làm toán lên được đấy. Không. Nó nói gì tôi? Nó nói bà một mụ già, làm thì người, ăn không ngồi rồi, lại lắm lời, lượn suốt ngày. Mà vợ anh chịu thương chịu khó, hay làm hay làm. Tôi nói thế thì có đau không? Có tức không? Có bực không? Được rồi, không phải bực, không phải khóc. Để tôi sang tôi bảo nó. Con mụ trước mặt tôi thì nó lại khen là đầy đặn, phúc hậu, lành hiền, chiều chồng, quý con. Được rồi, để tôi sang. Mình này, bình tĩnh. Đã bảo là không làm toán lên cơ mà. Họ cứ yên tâm, tôi không làm toán đâu. Này, nhưng mà tôi ức, tức, bức xúc. Mà cái con mụ ấy, nghĩa là mồm thì điêu, mồm nhọn hoắt ra, mặt thì mỏng quẹt ra, người thì như cái nấm ấy. Tôi chỉ tội cho nó cái là lăn cảnh này. Tôi là tôi sáng tôi hỏi nó không sao. Mình ơi, cứ để thôi. Thôi, thế này thì chết rồi. Tôi chết rồi. Mình ơi, Dĩ Hòa Vĩ Quý mình ơi. Bực lắm rồi. Ôi trời. Mình cứ bình tĩnh con. Mình đi vào nhà đi. Không, nhưng mà mình ơi, mình có chuyện gì thì mình nói em biết. Không có chuyện gì đâu. Mình cứ để tôi sống để bụng, tôi chết tôi mang theo đi. Không được. Đi vào nhà đi. Trời ơi, mình ơi, bây giờ mình là vợ chồng với nhau, có gì mình phải chia sẻ chứ. Tôi không nói đâu. Tôi ức lắm. Tôi vừa buồn vừa bực, vừa oan vừa ức, mà lại vừa mất sức nữa chứ. Nhưng mà em có làm gì mình đâu mà mình mất sức. Mình không làm gì tôi. Nhưng mà Thôi, tôi không nói đâu. Không. Ôi dồi ôi, mình làm thế là em sốt ruột lắm đấy. Mình nói cho em biết đi. Ôi dồi, này em xin mình đấy. Mình nói cho em biết đi, em cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà tôi nói ra ấy, mình phải giữ được bình tĩnh cơ. Có, em bình tĩnh được. Mình không được giận tôi. Thì không, em không giận mình. Không được trách tôi đấy. Vâng, em hứa. Mình này, cái con mụ vợ thằng Hợi ấy. Vâng. Mình nghĩ về bà ấy như thế nào? À, bà ấy thì em nhìn thì mặt phúc hậu, trung thủy này, tốt bụng tốt tính. Chỉ được cái là hơi già thôi. Đấy,
Mình nghĩ về người ta tốt đẹp như thế. Vâng. Mình sống với người ta chân thành như thế. Vâng. Thế mà nó có coi mình ra cái gì đâu. Cái gì? Coi em ra gì là sao? Mình biết nó nói mình như thế nào không? Nó nói em như thế nào? Mình nói đi. Mình nói đi. Nó nói thế này này. Cái con mặt mỏng. Ôi trời. Cái con móm nhọn. Cái con mắt gian. Cái con nấm nùn. Ôi trời. Cái con mà làm thì nươi, nói thì nườm. Cái con mà cứ nằm na nằm nì, lại còn hay nượn qua nượn lại. Đúng là một cái con trả ra một cái gì. Cái gì? Nó nói em như thế. Cái con mụ này nhá. Ôi dồi ôi, cái con mụ này vừa già vừa béo vừa xấu mà dám nói em như thế à? Ôi kìa mình. Mình biết sao không? Trước mặt em nhá thì khen em là nhỏ nhắn xinh xắn mà sau lưng nói em như thế à? Không được rồi, em điên máu quá rồi. Em phải đi sang nhà con mụ đấy nhá. Em cho mụ em một trận nhá. Không phải vậy, bỏ em ra đâu cả em. Bỏ ra cái con mụ này nhá. Ôi trời ơi, mình ơi, giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý. Ôi trời ơi, thế này thì quánh nhau chết mất. Mình ơi! Mình ơi! Chết với tôi! Nào nào! Nào! Đây rồi! Lại luôn nữa! Đi về! Biết gì phải về? Bà nói xấu ai? Mày nói xấu ai? Bây giờ ba mặt một nhờ bà nói trước đi. Bây giờ ba mặt nhờ mày nói trước đi. Bà nói trước đi. Mày nói trước đi. Tôi nhường bà đấy. Tao nhường mày đấy. Bà già tôi nhường bà nói trước đấy. Mày trẻ tao nhường mày nói trước đấy. Không, tôi nhường bà nói trước. Không, tao nhường mày nói trước đấy. Thế bà giỏi bà nói đi. Mày giỏi mày nói đi. Bà nói trước đi. Mày nói trước đi. Tôi không nói. Tao không nói. Bây giờ bà tính như thế nào? Bây giờ mày tính như thế nào? Bà cứ nhại lại tôi như thế à? Được rồi. Thế thì nhá, đứa nào nói xấu đứa nào? Đứa nào nói xấu đứa nào? Đứa nào nói tôi là mồm nhọn, mặt mỏng, mắt gian, người thì nấm nùn. Thế đứa nào nói tao là già, điêu, hay đưa chuyện, hay buôn chuyện, xấu tính, xấu nết, lười. Thế đứa nào nói tôi là làm thì nười, nói thì nướm, mặt thì nầm nầm ni ni, cứ suốt ngày nượn qua nượn lại. Này, bà mày nói đấy. Bà tuổi bằng mẹ mày, bằng bà mày nhá. Bà mày nói thì đã sao? Bà nói à? Tôi giết bà nhá. Bà giết mày. Bà giết tôi đi. Bà đánh lại tôi sao mày? Giết chết mày. Bà giết mày. Giết mày. Mày lão nhá. Mày nhá. Tuổi mày nhá. Là cái gì nhỉ? Mày tuổi nào mà mày dám đánh tuổi mày? Này, này, bà mẹ mém mày nhá. Ôi trời, mệt quá. Ôi nghỉ tí nữa. Nghỉ một tí rồi lại thử nhau. Ôi trời ơi. Cái tuổi già nó khổ thế đấy. Ôi giời, mệt quá. Thôi. Quá mệt rồi. Ôi giời, mệt quá. Ôi giời. Cái tuổi già nó khổ thế đấy. Thôi. Ôi giời. Nghỉ tí đi. Ta lại chửi nhau tiếp. Bác thì bác chả nhường em câu nào. Mẹ cũng chả nhường tao tí nào. Thế bác thì thấy em trẻ thì bác phải nhường chứ. Mày thấy tao già mày phải nhường tao chứ lị. Thế em nói câu nào bác lại nói lại câu đấy. Tao nói câu nào mẹ cũng nói câu ấy, cứ nhẹm. Thế em đánh bác xong thì bác cũng phải nhường em chứ, bác cũng đánh lại em. Mày có nhường tao đâu mà tao nhường mày. Thì bác giờ nhiều tuổi rồi bác cũng phải. Nghỉ đi đã thở. Mà bác ơi, mà em hỏi nhá. Thế từ trước đến giờ ấy, em có nói xấu bác bao giờ không? Thế à, hình như từ trước đến giờ bác cũng không nói xấu em đúng không? Từ trước đến giờ mẹ không nói xấu tao bao giờ. Vâng. Thế thì ai? Thế này. Dạ. Mày có gặp hợi nhà tao không? Không, bác buồn cười nhỉ, em gặp chồng bác làm gì? Từ sáng đến giờ em ở nhà em có đi ra ngoài đâu mà gặp chồng bác. Ôi, thế bác có gặp lão Tuân nhà bao giờ không? Không. Ồ, sáng ở nhà thổi cơm đông nước không ra ngoài. Ô thế lão Tuân nhà em là ở trên cây à? Không, lão làm gì ở trên cây. Ý em là thôi, tôi không nói đâu. Không. Ôi giời ơi, mình làm thế là em sốt ruột lắm đây, mình nói cho em biết đi. Ôi giời, này em xin mình đấy, mình nói cho em biết đi, em cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà tôi nói ra ấy, mình phải giữ được bình tĩnh cơ. Có, em bình tĩnh được. Mình không được giận tôi. Em không giận mình. Không được trách tôi đấy. Vâng, em hứa. Mình này,
cái con mụ vợ thằng Hợi. Vâng. Mình nghĩ về bà ấy như thế nào? À, bà ấy thì em nhìn thì mặt phúc hậu, trung thủy này, tốt bụng tốt tính, chỉ được cái là hơi già thôi. Đấy, mình nghĩ về người ta tốt đẹp như thế. Vâng. Mình sống với người ta chân thành như thế. Vâng. Thế mà nó có coi mình ra cái gì đâu. Cái gì? Coi em ra gì là sao? Mình biết nó nói mình như thế nào không? Nó nói em như thế nào? Mình nói đi. Mình nói đi. Nó nói thế này này. Cái con mặt mỏng. Ôi dồi. Cái con móm nhọn. Cái con mắt gian. Cái con nấm nùn. Ôi dồi. Cái con mà làm thì nươi, nói thì nườm. Cái con mà cứ nằm na nằm nì, lại còn hay nượn qua nượn lại. Đúng là một cái con chả ra một cái gì. Cái gì? Nó nói em như thế. À, cái con mụ này nhá. Ôi dồi ôi, cái con mụ này vừa già vừa béo vừa xấu mà dám nói em như thế à. Ôi, cái mình. Mình biết sao không? Trước mặt em nhá thì khen em là nhỏ nhắn xinh xắn, mà sau lưng nói em như thế à. Không được rồi, em điên máu quá rồi. Em phải đi sang nhà con mụ đấy nhá. Em cho mụ em một trận nhá. Không phải cậy, bỏ mình em ra đâu. Bỏ ra cái con mụ này nhá. Ôi trời ơi, mình ơi, giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý. Ôi trời ơi, thế này thì quánh nhau chết mất. Mình ơi, mình ơi. Này, tôi có nói thế đâu, mà chú đặt điều cho tôi. Không, em không có bao giờ nói bác như thế đâu. Ôi nhỉ, chết giờ nhỉ, sao chị... Chết. Thôi chết rồi. Ôi, chị em mình bị lừa rồi. Vâng, đúng rồi, nhưng mà hai lão đấy nói như thế để làm gì? Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Uống. Chà, uống. Vui. Bạn nghe này. Nè. Bạn thấy mưu kế của tôi có được không? Quá hay. Nè, mưu thì hay ấy, nhưng mà quan trọng là cái người thực hiện. Rồi. Anh em mình là đồng lòng nhất tâm thì nó mới thành công được, đúng không? Ghi nhận. Anh em mình cũng ác. Ngồi đây chè chén vui vẻ. Chị em nó có khi đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Hải ông ạ. Hải, tôi nói với bạn, từ cái ngày mà lấy cái con mụ vợ tôi về, tôi nói với bạn, tôi chưa bao giờ dám chỉ tay thẳng vào mặt nó như thế này. Tôi cũng thế. Ấy thế mà qua cái việc này tôi dám chỉ thẳng tay vào mặt nó. Mắt tôi trợn trừng lên như thế này. Chứ bình thường nó mắng tôi là mắt tôi cụp xuống. Ôi sướng. Còn tôi nhá. Tôi chửi mà nó im đấy. Phải im chứ. Còn tôi ấy, bao nhiêu năm nay nó nói lúc nào là tôi thấy nghịch nhĩ lúc đấy. Thế là không nghe tôi được. Tôi mới banh cái nhĩ nó ra. Ừ. Tôi hét thẳng vào mà nó không dám nói gì. Ngày tôi lại còn vui. Nào uống. Cũng thế đó đấy bạn ạ. Tôi bạn chúc mừng nhau được hà long hà dạ. Nhưng mà lo đấy nhá. Lo gì? Lo là chị em nó không biết có tương tàn không. Một bà béo như thế, một con lại giòn giòn như thế thì không biết thế nào. Theo như bạn thì ai sẽ giành phần lợi hơn? Vợ bạn nhá. Tuy là nó bé nhưng mà nó lại hạt tiêu. Vợ tôi to. Nó lại bẹo. Hơi bộp. Thế ai thắng? Cái mụ vợ ông ấy thì nó được cái nỏ mồm. Cái con vợ tôi thì nó lại hơi chậm nói, chậm nhời. Đấy, thì cũng chưa biết thế nào được. Chưa biết thế nào đúng không? Nhưng mà cái việc anh em mình vẫn là phải đặt lên chết. Này, ui giời, vừa nãy là cô đánh tôi hơi đau ấy nhá. Chị cũng bẻ em không chịu phát nào. Nhưng mà tôi nhiều tuổi hơn cô. Đây nhá,
tuổi của tôi á, bằng mẹ cô, à bằng bà cô ấy, cô hơi bệ láo đấy. Nhưng mà cái đấy không quan trọng. Quan trọng là chị em mình vai vế bằng nhau thì nó không thành vấn đề. Ừ thì bỏ qua. Nhưng mà em không bao giờ em nói xấu chị đâu. Kìa. Ôi trời, nhìn thấy chưa? À, hai lão đấy, ừ. Có đúng không? Đúng. Đây. Từ từ thôi chị ơi. Ôi dồi ôi, đấy, thấy chưa? À. Ôi thấy chưa? Ôi dồi ôi, đấy này. Ôi, đâu? Ôi, thấy chưa? Mình bị lừa rồi. Hóa ra là thông đồng nói xấu chị em mình để trốn ra đây uống rượu à? Bây giờ thế này nhá, tôi phân công nhá, cô đi lối này. Vâng, tôi đi lối này. Vâng, tao cho hai lão một trận, hai chị em mình uống sạch. Đúng rồi, uống sạch. Chết. Uống đi bạn thôi, kẻ cánh chị em cho nó xứt đầu mẻ chán. Quay nhau chết đi. Mặt phấn má hồng dù em, mặt phấn má hồng rừng rừng anh chẳng thèm trông làm gì, chứ mới nhất cao là núi Ba Vì. Là núi Ba Vì chứ mới nhất cao là hai cái núi Ba Vì. Tớ trông cũng chẳng lấy gì làm cao, chứ mới ơn nhờ ngày tháng tiêu dao. Ôi trời ơi, trời ơi, biết ơi sao đi. Tao vợ bạn lại túm tay tôi. Sao cô lại túm tay tôi? Tôi chết. Nhầm. Ôi trời ơi, này về nhá, đây là tôi chết thì thôi nhá, dám lừa dối à? Ai nghĩ ra cái trò này hả? Khoan, không, mình ơi, không phải do tôi. Thế là do ai? Không phải do ai? Rồi, cái lão Hợi đây. Không phải do tôi mà mưu này là do lão Tuấn. Do ai cũng về chết với tôi. Đi về. Bạn ơi, lộ rồi. Ôi, bâng khuâng đứng giữa giếng khơi, mà sao cảm thấy cuộc đời nở hoa. Giếng này là giếng của ta, giếng này là tiếng báo la ân tình. Yêu giếng quá ơi, giếng của mình. Yêu giếng quá, yêu ân tình giếng. Hay quá cơ. Trời ơi, đi sướng chưa? Dạ. Đấy, bà đã bảo mà lại mua cái giếng này là đúng luôn rồi. Dạ, vâng à. Mà mày có biết không? Dạ. Ngày xưa nhá, ông mày mất bao nhiêu công mới dựng được cái giếng này. Dạ, đấy. Dạ. Cảm ơn ông bà rất nhiều ạ. Từ ngày có cái giếng này là con cảm thấy sống như tháng ngày ấm êm. Ôi giời ơi. Dạ, hạnh phúc này lại tăng nhiều thêm, cho nên là con muốn ấm êm suốt đời. Ôi giời ơi, hay quá. Dạ. Nghe ông nói đây này. Dạ. Cái giếng này, người khác đã trả ông bà bằng 3 lần tiền mày đúng. Trả. Nhưng là ông thương, là ông thương chúng mày hiền lành, khờ khạo. Mà nó có khờ khối nữa. Này, tôi thấy mà cả cái làng cái tổng đấy đứa nào nó ác miệng thế nhỉ? Nó cứ đặt điều, nó bảo là thằng này thằng khờ, thằng ngố rồi này. Tôi nói thật ra nó còn khờ hơn khối người. Đúng rồi. Nó khờ, mà nó lại biết mua cái giếng này. Nó khờ. Mà nó lại có con vợ xinh nhất cái tổng này. Ai xinh? Thì ông nói cũng có phần đúng à. Nói thật sự với bà chứ cứ làng trên xóm dưới này đố đứa nào mà nó đẹp như vợ con đấy. Còn cái loại như này á, xanh dép. Này, cái gì ạ? Mày bảo ai là cái loại như này? Cô bảo cái con vợ con của An nói theo ông. Này, nói thay ông. Tao nói cho mày biết nhất. Bà thì... bà thương vợ chồng nhà mày. Dạ vâng. Ôi giời, nghĩ cũng khổ. Thế bà về bà nói với ông là thôi, thương vợ chồng nó, bán cho vợ chồng nó cái giếng. Vâng. Chứ còn thực ra mà bà chẳng muốn bán đâu. Vâng. Mới lại thứ hai nữa là nhà bà ấy thì cũng không có cái thói quen là ăn giếng, nước giếng. Vâng. Mà ông mày thì lại chỉ thích ăn nước dời thôi nhỉ. Nước mưa. Vâng. Nhưng mà hôm nay nhá, bà là bà thay đổi quyết định rồi. Okay, bà không bán nữa, bà về. Ôi trời, bà ơi. Đi về. Không bán nữa. Về. Đi về. Đi về. Ngủ thế. Tôi bảo ông đấy, kéo xuống. Kéo cái gì? Khổ quá, kéo xuống. Ôi giời ơi. Thằng kia, thằng kia. Dạ. Vào đây. Dạ. Mày
mày xin lỗi bà ngay. Dạ, không dạ. Bà không bán đâu. Dạ, bà, không bán nữa. Thôi bà ơi. Cái bà, gì? Bà bớt giận. Con xin lỗi bà. Xin xuông à? Chúng con thì tôi chúng con là bề dưới. Có điều gì không nên không phải thì mong được xá tội ạ. Xin đây, không à, xin đây, không. Đây con có tiền ạ. Con trả ông bà luôn. Dạ, thêm cho ông bà. Dạ, đấy. Thôi đưa đây bà mở cho. Dạ, dạ. Mày không quen mở. Dạ, vợ con nó buộc đủ chưa? Dạ, đủ đấy ạ. Rồi mày buộc chặt quá. Vợ con nó buộc chặt quá. Không nói cho mày biết nhé. Dạ. Nè, vợ chồng mày nó là cái người mà tình cảm, chân thành. Dạ. Vợ thì lại xinh đẹp. Dạ. Xinh đẹp hiền lành. Dạ, ông mới bán nhá. Vâng. Không còn lâu ông mới bán. Dạ vâng ạ. Đấy nhá. Đội bây giờ ông bán cho cái giếng này rồi. Vâng. Thì nhớ giữ gìn nó cẩn thận. Dạ vâng ạ. Nó như là cái trái tim của ông ấy. Dạ. Ông bán cho mày mà ông đau xót lắm ấy. Dạ. Nhớ. Dạ vâng. Là phải giữ gìn. Dạ. Dạ đội ơi sạch sẽ. Bà. Dạ vâng. Thế ông bà về. Ông nhá. Bà về. Dạ, rước về. Ông bà. Dạ. Bà về nhá. Dạ vâng ạ, rước ông bà lại nhà. Dạ. Nhớ đấy. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, con có giếng rồi. Từ đây sẽ có cuộc đời đổi thay. Cảm ơn cho cái giếng này, bây giờ con sẽ sống những ngày ấm no. Mình ơi! Mình! Mình ơi, ra ăn cơm đi! Ôi dồi ôi, cơm ngủ, chưa chay, chưa chặt, mới thèm dậy. Ôi dồi ôi, cứ đi ra ăn cơm nhanh lên! Đây. Úi giời. Ăn cơm đi mình. Ăn cơm đi mình. Ăn đi cho nó nóng. Ngủ thì ngủ nhưng mà đến giờ ăn là phải dậy ăn. Đây rồi. Đây, mời mình miếng bánh chưng này. Đấy, ngon không? Tìm cái gì? Thế không có cái gì cay cay. Cay cay cái gì? Giờ này là giờ ăn cơm nhá, chứ không phải giờ uống. Ăn đi. Thì mới bán được cái giếng thì cũng phải thưởng cho tí cay cay để cho nó đưa cơm như thế. Dạ ui, gâm nữa. Bán cái giếng mà cứ làm như là cái gì to tát lắm ấy. Này tôi nói cho ông biết nhá, bán đi là mất đấy, chứ không phải là được đâu. Mất cái gì ạ? Mất cái giếng. Cái giếng đấy khổ thật đấy. Nhà mình có dùng đến nó đâu. Để rồi cỏ mọc rêu phong ra, rồi có khi rồi ếch nhái nó vào, nó lại làm chỗ nó đẻ trứng như vậy. Ê. Tôi nói cho ông nghe này, cái giếng nó có để đấy mà cỏ nó có mọc rêu phong ấy thì nó vẫn là giếng của nhà mình, đúng không? Thế bây giờ mình bán đi thì nó không phải là của nhà mình nữa. Thế có phải là mất không? Đúng không? Nhưng mà... Ôi giời ơi, nhưng mà nhị gì nữa. Tôi nói cho ông biết nhá, ông ấy mà nhìn to cao thế thôi, thế nhưng mà đầu ấy mà cũng chỉ để cắm ở trên cổ thôi. Cô này hả? Sao bà lại ác khẩu với chồng bà thế nhỉ? Thế thì tôi nói thì không đúng rồi. Cái giếng đấy nhà mình có dùng đến nước đâu, mà nhà mình toàn ăn nước mưa. Thế thì bán đi để làm cái gì? Thế tôi nói sai à? Hả? Thế cái đầu của ông có phải cắm ở trên cổ không? Nhưng mà quan trọng là nó không nghĩ ra được cái gì, hiểu không? Thế là như nào? Bà nói nghĩa là người ta có to cao mà đầu cắm ở trên cổ thì ít ra người ta cũng phải thông minh. Đằng này mà chỉ có ăn chả được cái việc gì. Ăn đâu, rượu đâu. Thế như nào? Thôi tóm lại là thế này, để tôi nói cho ông nghe nhá. Cái giếng nhà mình, đúng không? Tuy là mình không dùng đến, thế nhưng mà để lại thì nó vẫn là của mình. Mà bán đi thì nó là của người khác. Ông nghe chưa? Thế bây giờ ông bán cái giếng đi rồi, đúng không? Thì mình lấy nước ở đâu ra mà ăn nữa? Có phải là tôi lại phải đi xuống tận cuối làng tôi lấy nước về để ăn nữa không? Ấy. Thế hay là thôi, đòi lại không bán nữa. Ôi dồi ôi, rốt lắm. Bây giờ thế này, tôi hỏi ông nhá, ông có muốn là mình bán một cái giếng ấy mà lại là Thành bán hai cái giếng không? Ấy. Hiểu không? Bình tĩnh để tôi ngẫm. Bán một cái giếng mà lại Thành hai cái giếng. Ôi trời ơi, ngẫm ra chưa? Hả? Nghĩa là nhá, nhà mình có một cái giếng,
thứ ấy. Thế nhưng mà khi mình bán lại bán được 2 cái giếng ấy. Kinh không? Là sao nhỉ? Nhà mình có 1 cái giếng không ạ? Ôi dồi ôi, chắc ông đang nghĩ là đào thêm cái nữa để bán đúng không? Ừ, thì mới là thành 2. Còn lâu nhá. Bây giờ thế này, cái thằng ngố ấy, nó nổi tiếng ở cái làng này là nó ngố, nó không biết cái gì. Con vợ nó khôn ngoan thật đấy, nhưng mà làm sao mà lại được với tôi, đúng không? Là thế này, mai ông gặp nó, ông bảo với nó ấy là ông bán cho mày cái giếng. Nhưng mà là ông chỉ bán cái giếng thôi. Thì đúng rồi, thì bán cái giếng thì bán cái giếng, chẳng nghe lại thành bán cái nhà. Nói xong, ông chỉ bán cái giếng, mày chỉ được sử dụng cái giếng. Thì chẳng nghe nó lại sử dụng cái nhà. Khổ quá, đã bảo chưa nói xong mà lại cứ sồn lên. Bán cái giếng, mày chỉ được sử dụng cái giếng, còn cái nước ở trong giếng là của ông. Là như nào? Nghĩa là ông chỉ bán cái giếng, ông không bán nước trong giếng, ông nghe chưa? Tức là bán cho nó cái giếng, mà lại là bán cái giếng. Bán cái giếng mà lại là không bán cái giếng. Thôi bạn tóm lại cho làm sao nó rõ ràng đi, mà nói rắm rối tôi chả hiểu cái quá, gì. Quá, nghĩa là thế này này. Ông bán cho nó cái giếng, nhưng nó không được sử dụng nước ở trong giếng. Mà cái nước ở trong giếng ấy là mình lấy về để mình dùng. Tôi đỡ phải đi cuối làng tôi lấy nước giếng ra, ông hiểu chưa? Đấy, mà nếu nó muốn mua cái nước ở trong giếng đó thì nó phải trả tiền thêm cho mình một lần nữa. Thì có phải là 2 cái giếng không? Tức là bà chỉ bán cái giếng nhưng mà đúng, là cái vỏ giếng. Đúng rồi. Thế còn cái nước ở trong giếng là vẫn là của mình. Đúng. Ồ, nhưng mà nó có chịu không? Ôi trời ơi, tôi đã bảo ông rồi, cái thằng ngố ấy nó biết cái gì mà chịu với không chịu. Còn con vợ nó nhá, ôi trời ơi, nhìn thấy tôi thì có mà làm sao mà so sánh được với tôi. Ôi trời ơi, trần đời tôi chưa từng thấy người nào nó lại thông minh như bà. Chứ còn gì nữa. Mà nó lại nghĩ ra được những một cái kế mà nó gọi là sâu thẳm như ôi bà. Ôi trời ơi. Bà bắt chẹt con người ta không cựa vào đâu được. Tôi kính phục bà. Kính phục bà. Thế cho thêm cút rượu đi. Rượu giếc gì? Ăn đi. Ăn cơm mà nó không có cái cay cay, nó không nuốt được. Cho tôi thêm cút rượu đi. Rượu chè cái gì? Ăn đi. Rồi ngày mai ấy, uống nước giếng. Rồi ạ. Đi đâu mà giờ này còn chưa về? Trời ơi, đi đâu mà giờ này mới về? Này, sao thế? Chán quá mình ạ. Ồ, sao mà chán? Không nghĩ gì, vợ chồng mình lại gặp cái hoàn cảnh quá là buồn. Hoàn cảnh gì thì phải nói ra, mình không nói làm tôi sốt hết cả ruột đây này. Bị lừa rồi mình ạ. Bị lừa á? Nhưng mà ai lừa? Vợ chồng nhà lão Phú. Ôi dồi ôi, mình kể rõ cho tôi nghe xem nào, tôi sốt ruột lắm rồi đây này. Vợ bảo tôi sang đấy là mua cái giếng nhà ông bà Phú đúng không? Thế thì mình có mua không? Có, tôi làm đúng như lời vợ dặn. Ê, thì mình mua giếng rồi. Hôm nay sang ông bà ấy lật lọng, ông bà bảo là tao chỉ bán cho vợ chồng mày cái giếng thôi, còn cái nước thì tao không bán. Đấy, đang định muốn là bây giờ gánh nước để kiếm cái công lấy cái tiền tiêu Tết. Thì đúng là thế rồi. Thế bây giờ lại bảo là tao chỉ bán giếng thôi, còn nước của nhà tao. Nhưng muốn mà mua nước thì phải đưa tiền đây tao bán cho. Ôi trời ơi, đúng là ông bà Phú này thấy mình hiền nên là lừa mình đấy mà. Để tôi sang. Thôi sang chiếc cái sang mới đấy, bây giờ rất là nguy hiểm. Ở nhà đi. Sao mà nguy hiểm? Bị cắn đấy. Tôi á, tôi sợ gì ai? Sợ gì ai? Ông bà ấy không cắn, mà là chó nhà ông bà ấy cắn. Tôi vừa bị đớp mấy phát vào mông như này. Đâu? Đây. Xem nào. Ui dồi ôi. Tung tấy cả lên đây. Thôi, đi vào nhà.
Để tôi lấy dầu tôi bóp cho. Để mai nhá, tôi sang tôi nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nhá, đi. Đi vào nhà. Ủa đi từ từ thôi. Chỉ vì cái giếng mà nó đớp cho mấy miếng mà bông như này. Ôi trời ơi. Này, bây giờ nghĩ lại nhá. Tôi phải công nhận là mình thông minh thật đấy. Này nhá, bán cái giếng đúng không? Mà lại không bán cái giếng ấy, mà vẫn là bán cái giếng. Giời ơi, không phải vái. Không phải là tôi vái, mà là tôi tôn vinh cái trí tuệ của bà. Đây rồi, đây. Không, ừ, cái gì đấy? Dạ, ông bà đây ông rồi. Bà. Cái gì đấy? Rồi. Dạ, bẩm ông bà. Dạ. Ừ. Ông bà bán cho nhà con cái giếng. Ừ. Sao không cho nhà con múc nước hả? À? Dạ. Con này xinh mà hỗn nhỉ? Tao hỏi mày. Dạ. Thằng này, dạ. Mày mua cái gì? Con mua cái giếng ạ. Mày nghe rõ chưa? Dạ vâng. Dạ, vâng. Mày mua cái giếng. Đúng. Tao bán cho mày cái giếng. Đúng. Chứ mày không mua nước ở dưới giếng đâu mà mày đòi múc. Thế là ông bà lừa nhà con. Ông bà thấy chồng con khù khờ, thế là ông bà lừa đúng không ạ? Này. Dạ. Con kia. Ừ. Dạ. Mày vừa bảo ai lừa đấy? Ừ. Hả? Ừ. Bà nói cho mày biết nhá. Mày đừng có tưởng mày nỏ mồm mày đến đây mà cãi nhau tay đôi với bà nhá. Ừ, láo. Ừ. Bà nói cho biết đây này. Bà là bà bán cái giếng nhá. Chứ bà không bán cái nước, hiểu chưa? Đứa nào mà động vào nước của bà nhá, bà chặt chân luôn, nghe chưa? Chặt tay luôn. Bà để tôi. Mà con kia. Dạ. Mày bảo ai khù khờ? Dạ, thì chồng con khù khờ ạ. Nó khù khờ mà nó lại lấy được vợ xinh như mày. Hả? Cái gì đây? Vào mặt. Cái gì? Bảo ai xinh hả? Kích lên. Kích cái gì? Kích thích lên, đúng không? Kích sinh. Sao mà ổ đi? Sao mà cái giếng đi? Bà đừng có hỗn hào nhá. Cái mặt tôi lại phải đi ở với cái ngữ này á. Thèm vào nhá. Thèm vào. Thôi bây giờ thế này, không nói nhiều nhá. Cái giếng thì tao đã bán cho mày rồi, đúng không? Bây giờ muốn mua thêm cái nước cái gì? Đúng không? Tiền. Đưa tiền đây. Thôi, không nói với cái loại này nữa. Ông bà ơi, cả cuộc đời vợ chồng con có bao nhiêu vốn liếng, con đổ hết vào để mua cái giếng này. Bây giờ ông bà bán cho con cái giếng, mà nước thì lại giữ lại thế này thì bọn con sống bằng cái gì? Đấy là việc của mày. Ôi, ông trời ơi, người ta bán giếng cho con nước giữ lại. Hỏi con được không? Trời ơi, đấy là việc của chúng mày. Mình không phải đôi co với lại cái dòng giống này nha. Thôi đi về. Ông bà phải trả tiền lại cho chúng con. Tiền đâu rồi, trả tiền lại cho con. Con này. Thằng này. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Dạ. Chào con lớn à. Dạ, không có chuyện gì. Dạ. Có đấy ạ. Dạ. Bẩm quan. Dạ, bẩm quan ạ. Chuyện là như thế này ạ. Nhà con có mua của nhà ông bà phú ông cái giếng. Mà bây giờ ông bà bảo mỗi lần sang múc nước là phải trả tiền ạ. Ta hiểu rồi. Dạ. Nhà ngươi mua cái giếng ở nhà phú ông. Dạ vâng ạ. Chứ không mua nước đúng không? Dạ vâng ạ. Ơi, đúng ạ. Thế họ không cho múc nước là đúng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà quan ơi, tất cả tài sản nhà con cứ góp vào để mua cái giếng này đấy ạ. Dạ bẩm quan, như thế thì vợ con biết sống ở đâu được ạ. Dạ vâng, đúng rồi quan ạ. Tất cả tiền thì góp. Không sao. Cứ đứng dậy. Dạ vâng ạ. Dạ đôi ơn quan lớn ạ. Vợ chồng ngươi mua cái giếng bao nhiêu tiền? Dạ 20 quan tiền ạ. Quá rẻ. Bây giờ ta thuê lại cái giếng được không? Dạ. Nhưng quan. Đó là việc của ta. Lính. Đây là 20 quan tiền. Dạ, con đội ơn quan ạ. Cứ cầm lấy. Ông Phú này. Dạ. Dạ. Cái giếng này bây giờ là của ta đúng không? Dạ, vâng ạ. Nước ở trong giếng là của vợ chồng Phú đúng không? Dạ, dạ, ôi giời ơi, vâng ạ. Vậy vợ chồng Phú hãy múc hết nước ở trong giếng cho ta. Nhưng mà sao lại phải múc ạ? Thì cái giếng này bây giờ là của ta. Ta không cho vợ chồng Phú để nước trong giếng nữa. Ôi giời ơi, quan ơi. Dạ, bẩm quan, cái giếng nhà con bao nhiêu đời nay nó chỉ có đầy nước lên thôi. Dạ, vâng ạ. Vì bên dưới nó có mạch ngầm. Bây giờ mà
quan mà bảo bọn con múc này thì khó quá. Dạ vâng ạ, dạ bẩm khó quan. Là việc của nhà các dạ, ngươi. Dạ dạ quan ơi, cho con xin nói một câu ạ. Dạ quan ơi, bây giờ mà múc cái nước ở cái giếng này lên ý, thì quá khó ạ. Dạ quan bắt bọn con làm như thế chả hóa ra là bảo bọn con lên rời hái sao ạ. Dạ lên rời hái sao còn dễ hơn. Các ngươi chống lạnh ta có đúng không? Ôi giời, dạ không ạ. Lấy ui ôi 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 con cắn rơm cắn cỏ con lầy quan. Con lầy quan ạ. Múc làm sao được ạ quan, nó có mạch thì múc đến bao giờ mới xong con lầy quan ạ. Các ngươi đã biết tội của mình chưa? Dạ, chúng con biết tội rồi, rồi à. Thôi được, đứng dậy. Dạ. Tội ơn quan lớn. Dạ. À. Đội ơn quan lớn. Dạ. Truyền thống tốt đẹp của người Việt ta dạ. là bầu ơi thương lấy bí cùng. Dạ. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Dạ. Các cụ đã có câu, bán anh em xa mua láng giềng gần. Dạ. Phải biết yêu thương đùm bọc chia sẻ lẫn nhau dạ. hiểu chưa? Dạ, dạ chúng con thấm rồi ạ. À. Thế bây giờ cái giếng cái nước này là của ai? Dạ, dạ. là của vợ, vợ chồng anh Khờ. Dạ con đồ ân quan, con đồ ân quan ạ. À. À quan ơi, dạ con xin gửi lại quan ạ. À. Cái này vợ chồng anh chị cứ giữ lấy. Dạ con đồ ân quan. Dạ, dạ đồ ân quan lớn. Quan lớn ạ. Đội ơn quan lớn. Ui giời ơi, 60 quan thì không bán, bây giờ lại đi bán 20 quan. Dạ. Đúng là tham thì thâm. Đi về. Ôi đi. Ôi giời ơi. Mình ơi, thế là từ bây giờ cái giếng cái nước là của vợ chồng mình rồi. Vui quá mình ạ. Đúng rồi. Trời Phật thương vợ chồng mình đấy. Mình ơi, tôi vui quá. Con cảm ơn trời Phật. Tưởng rằng mất giếng mất tiền, ai ngờ được hưởng phúc tiên phúc trần. Trời ơi, ông Tuất ơi. Ông Tuất ơi, là ông Tuất ơi. Ông lão ấy đi đâu được nhỉ? À, ôi giời. Dậy, dậy. Cái gì đây? Ôi giời ơi, mấy giờ rồi? Trời kéo tối rồi mà ông vẫn còn nằm ngủ gà ngủ gật ở đây à? À thì tôi dặn ông thế nào? Tôi bảo là ông ra ông đánh nốt cái chỗ dạ về, không có trời mưa nó mủn hết. Ông không nghe tôi nói à? Trời mưa xuống thì nó phải mủn. Việc gì phải làm cho khổ với thân. Nằm đây là tôi cũng chỉ chờ cho đến lúc trời tối. Người ta bảo là há miệng chờ dung. Ông nằm ngủ ở đây há miệng để chờ. Chờ ông rời ông mới đổ khen vào mồm ông à. Này, tôi chỉ chờ trời tối thôi. Cứ yên tâm, đến tối là có của con à. Không phải lo cái gì cả. Cháu ơi, ban ngày ban mặt còn chả có cái gì mà đổ vào mồm. Bây giờ lại còn trời tối. Thế... trời tối thì chỉ có mà già người thôi. À, này này, đừng có mà coi thường tôi nhé. Cứ chờ đấy. Rồi tối hôm nay tôi mang của về thì trắng mắt ra. Thôi đi về. Không việc gì phải rơm mới dạ nữa. Ê! Rơm nữa. Cái gì thế? Tôi hỏi ông ý. Tự dưng thì nửa đêm nửa hôm thì bắt người ta dậy. Thế xong rồi là vác thang chạy đi đâu đấy? Hả? Xong rồi còn cứ bà tiến ai lùi. Ông định bắt thang lên hỏi ông rời đi à? Trời ơi, bé cái mùm thôi. Làm sao mà phải bé? Có ai làm gì khuất tất đâu mà phải bé. Dồi ôi, làng nước người ta kéo ra bây giờ là chết. Thế ông đi đâu đây? Đi kiếm tiền. Ghém nữa. Ban ngày ban mặt còn chả kiếm được tiền. Thế còn mày đặt đi nửa đêm nửa hôm mày dậy đi kiếm tiền, có mà kiếm cái thằng người. Giời ơi, cái việc này phải làm vào ban đêm. Tôi đi ăn trộm mà. Bé bé cái mồm tôi, ai nghe thấy thì làm sao? Sao bà cắn tôi đau thế? Tay ông thối thế sao nữa? Thối thì một thối. Làm cái gì thế? Vậy chứ còn làm cái gì nữa? Thôi,
Thôi cái gì mà thôi. Bỏ cái thang tôi bảo. Tôi nói chồng biết nhá, ông muốn chết thì chết một mình đi. Tự dưng lại rủ người ta đi ăn trộm, xong rồi quan nhìn thấy quan bắt có mà tù mọt không mà đi về. Quay lại đây tôi bảo. Bảo cái gì? Tôi thám thính rồi, bọn ăn trộm cả ngày nó chỉ ăn với chơi, tối nó mới làm việc, vừa nhẹ nhàng lại vừa có nhiều tiền. Bà cứ nghe tôi. Đi thôi, bỏ cái thang đi. Nhưng mà tôi sợ lắm. Sợ cái gì mà sợ, có cái gì tôi chịu hết. Đến rồi đây này, bỏ cái thang ra. Làm cái gì đấy? Tôi trèo lên mây. Ôi trời ơi, đứng xuống. Nghe tôi dặn đây này. Bà đứng ở đây canh, thấy người đi qua thì bà phải kêu ái một cái, ra hiệu cho tôi. Ái một cái à? Để tôi ra ngay. Không chủ nhà nó về nó bắt được thì chết. Nhớ chứ? Được rồi, tôi nhớ rồi. Đứng lên canh, nhớ chưa? Đi nhanh, nhanh lên nhá. Không có người ta nhìn thấy thì chết. Cái gì đấy? Không, không, không. Mụi đốt trần. Tôi ngứa quá. Dạ gì? Người à? Người đâu? Cái kiến cắn chặt tôi đau quá. Ôi. Nghe tôi dặn đi nhá. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh và tỉnh táo. Nhớ chưa? Rồi. Bây giờ nhá, kể cả có con rắn nó bò qua chân bà, bà cũng không được kêu ái. Được rồi, tôi nhớ rồi. Chỉ có khi nào mà thấy người đi qua thì mới được kêu ái. Được rồi chứ. Rồi. Nhớ đấy nhá. Đúng rồi. Không được kêu ái bừa bãi đâu nhá. Ui. Ui. Ôi giời. Ê! 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 Tôi nhìn thấy người ở kia kìa. Vừa đi qua kìa kìa. Có nhìn thấy cái bóng kia không? Trời ơi. Con lại mẹ. Mẹ ngu nó vừa thôi. Tôi đã bảo bà rồi. Người. Trời ơi, phải người đi vào nhà này. Chứ người ta đi qua đường thì mặc xác cho người thì, ta. Thì ông chả bảo tôi là cứ thấy người thì á còn gì. Ôi giời ơi, nhớ nhá. Người ta đi vào nhà này mới là chủ nhà. Nhớ chứ. Được rồi. Nói thì phải nói rõ. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Cửa mở. Cửa mở. Có khóa đâu? Cửa mở à? Ôi giời, thế mà cứ tìm cách trèo tường. Vào. Ê. Hả? Bà đi theo tôi làm gì? Thế không đi theo thì tôi đứng đây làm gì? Rồi ôi, bà đi trông cái thang. Xong là canh. Nếu mà thấy người thì ái ngay cho tôi thì để tôi vào, nhớ chưa? Được rồi. Nhớ là thấy người về là phải ái ngay nhá. Ừ. Rồi. Cái này mà bán thì được nhiều tiền lắm đây. Sao cái bình con nặng không? Dạ cũng nặng ạ. Cái này chắc là đắt tiền lắm ông bà. Thế ông bà là
Ông bà thì chắc chắn là chủ nhà này rồi. Ôi ôi, ôi ôi, cẩn thận ông vỡ mấy nhà. Ôi ôi, con trăm ngàn khấu lại ông bà. Con trăm ngàn khấu lại ông bà. Ông bà tha cho con. Con đi ăn trộm lần đầu, ôi, con không biết nhà ông bà. Con lại vào đây, ông bà tha cho con à. Con lại ông bà, lại ông bà. Mày giỏi đấy nhá, mày rất giỏi. Lần đầu tiên ăn trộm mà mày vào đây thấy ba cái bình của ông mà mày nhấc ngay cái bình quý nhất. Dạ, con vô tình thôi ạ. Con lần đầu thật mà. Thôi con xin ông bà, con xin ông bà tha cho con ạ. Con đúng là lần đầu không? Dạ đúng lần đầu ạ. Nếu mà đúng lần đầu thì thôi, ông sẽ bỏ qua cho mày, chỉ cho mày lên quan. Ôi trời ơi, ông bà ơi, con lại ông bà. Con mà lên quan bây giờ thì chết ạ. Nhà con còn vợ dại, 8 đứa con thơ, mà vợ con là còn mắc bệnh nan y. Con mà lên quan thì bây giờ cả nhà chết đói. Ừ, con xin ông bà tha tội cho con. Có gan ăn trộm thì phải có gan chịu đòn chứ. À? À. Này, để ông nói cho mà nghe nhé. Dạ. Nhìn mày ấy, sức dài vai rộng như thế này. Vâng ạ. Đáng lý là phải để chịu khó mà làm ăn nhé. Dạ. À, lười làm phải đi ăn cắp ăn trộm như thế nhé. Các cụ nhà ta đã có câu rồi nhé. Ừ. Có làm thì mới có ăn. Dạ vâng. Không dưng ai dễ đem phần cho ai. Dạ vâng. Đúng không? Mà các cụ cũng có câu là không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Dạ. Chính vì thế mày đang trẻ ra mày phải chịu khó lao động. Dạ. Mày làm ăn lương thiện để mày tích lũy dần 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 rồi sẽ có của ăn của để. Để cho đời sau, ba đời sau thì nó sẽ khá lên chứ. Ôi trời ơi, cũng vì hoàn cảnh khó khăn quá. Con mới nghĩ ra. Ôi, con xin ông bà, đây là lần đầu tiên ông ta cho con. Nếu mà ông cho con lên quan thì con chết à. Thôi được rồi. Dạ. Để ông thưa chuyện với bà đã. Dạ vâng ạ. Bà này, tôi nhìn mặt thằng này, tôi thấy nó cũng có vẻ là mặt nó cũng mộc, chân chất, thật thà. Thế ý bà thế nào? Ý tôi là đưa nó lên quan. Ôi trời ơi, con lạy bà. Bà mà cho con lên quan thì con chết, cả nhà con chết. Thôi bà mở lòng thương 8 đứa con nhỏ với con vợ dại con ở nhà. Tha cho con, đây là lần đầu. Con hứa, con thề từ nay trở đi không bao giờ con dám đi ăn trộm ăn cắp nữa. Thôi. Dạ. Bà đã nói chuyện mà mày nhảy sổ vào mồm bà thế à? Khi mà bà đây mà đã mở mồm nói đến ông còn không dám chặn họng nhá. Bà này, tôi cũng nghĩ cái thằng này thì nó cũng hiền lành. Nó là một chuyện, nhưng mà nếu bây giờ mà lên quan mà nó đi ngồi tù ấy, vợ dại mà 8 đứa con nó nheo nhóc không biết đi đâu về đâu. Dạ. Theo tôi thì thôi, tôi thay mặt cái thằng ăn trộm này, xin bà hãy mở lòng. Mày đã thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Ừ. Phúc đức cho nhà mày là đi ăn trộm đúng vào cửa nhà bà, mà lại gặp ngay được chồng bà, một người đàn ông bao dung độ lượng. Dạ. Thế thì mày mới có cơ hội để mà đứng đây để mà khóc lóc xin xỏ. Dạ. Chứ không có giờ này mày lên quan mày hầu rồi. Dạ. Ừ, đúng là con chưa thấy ai mà bao dung độ lượng được như ông bà. Ừ. Ôi, con lạy ông bà, con xin ông bà, con xin ông bà cho con đi về ạ. À, này. Dạ. Ông bà sẽ tha cho mày nhé. Nhưng nhớ từ nay giờ đi về phải làm ăn lương thiện, rõ chưa? Dạ. Nhớ đời nhé. Dạ. Ừ. Ông bà đây là tạo điều kiện cho mày có một cái cửa để làm người. Dạ. Từ nay nhớ làm ăn lương thiện, rõ chưa? Dạ. Mà này, đi về. Ôi, dạ con đội ơn ông bà. Đứng lại. Ê, bà ơi, ông vừa cho con đi về rồi. Con lạy bà tha cho con ạ. À. Bà bảo là ngồi xuống đấy. Thôi bà à. Xuống bà bảo con xem. Nó làm cho con gà với cút rượu. Mày ở lại mày uống với ông. Sao lại khóc? Thôi, mày mà khóc nữa ông này đưa mày lên quan bây giờ.
Dạ. Đàn ông đàn an là phải mạnh mẽ. Sao thôi. Mày yếu đuối như thế? Thôi ông cho con về với vợ con. Giờ này chắc con chẳng nuốt được đâu ạ. Còn lại ông bà cho con đi về ạ. Thôi mình cho nó về cũng là phúc cho nó lắm rồi. Dạ. Thôi bây giờ đúng là ở lại đây có ăn uống chắc là nó nuốt không trôi. Dạ. Thôi rồi. Ông bà cho mày về. Dạ. Con lại ông bà. Con lại ông bà. Con lại ông bà. Con lại ông bà. Dậy. Đi về. Sao lại về? Không lấy được cái gì à? Tôi vừa bị bắt. Bị bắt à? Nhưng mà sao vẫn ra được đây? Người ta tha. Gặp được ông bà chủ nhà tốt bụng. Ngoài cho về, ông còn bảo sức dài vai rộng như thế này phải đi làm ăn, lao động bằng chính đôi bàn tay của mình. Chứ đi ăn cắp ăn trộm này nhục lắm. Thì tôi đã bảo với ông rồi, phải làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì có mà. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Đi về. Về thôi. À. Cái gì đấy? Tôi bảo. Lại bà Tiến Hai lùi à? Không. Tôi thấy nhà ông bà chủ nhà ông tốt như thế mà cửa mở thế này. Thế cho nên là... Nặng quá hả ông? Ôi bảo ơi, thấy chồng bà thông minh. Quá tuyệt vời. Tôi giảng đạo cho cái thằng ăn trộm. Nó tâm phục khẩu phục. Tôi có cảm giác trước khi nó đi về nó đội ơn tôi. Nó nhìn tôi như cứ như là cha là mẹ nói. Ý chồng tôi hay thế cơ mà. Tôi còn phải ngưỡng mộ thì nói gì cái thằng đấy. Thế tôi cũng dáng làm quan cái gì đấy. Mặc vụ này vào cái chồng nó quá chặt. Sang hơn luôn đấy. Đi về đi. Về rồi nói chuyện. Ôi, mở cửa đi, tôi biết rồi. Tôi mở cửa nhá. Ở ngoài có ai không? Mở giúp vợ chồng tôi cái thang với. Cứu cho tôi với. Có ai ở ngoài không? Mở cho tôi cái cửa với. Đưa cái xe nào. Có ai ở ngoài không? Cứu vợ chồng tôi với. Có ai ở ngoài không? Giơ cho tôi cái thang ra với. Có ai không? Mở cho tôi cái cửa cái. Chết rồi. Bây giờ mình làm thế nào? Đúng rồi. Khôn ngoan không lại bây giờ. Vẫn còn ngủ nữa. Ông Hách. Ông Hách. Dậy đây. Gì thế? Người ta thì đi cấy từ sáng sớm đến giờ. Ông thì cứ ngủ trương thay ra. Cứ ngủ như thế là không cần ăn đúng không? Ai mà chả cần ăn. Tôi vừa mơ đấy. Mơ cái gì? Giờ này còn mơ mộng cái gì nữa? Tôi mơ tôi làm vua của cả một vương quốc. Hàng trăm hàng nghìn cung tần mỹ nữ đẹp, yêu kiểu thục nữ thiết tha. Thế là tôi gọi hết tất cả vào thi tẩm một đêm. Mệt quá, ngủ bây giờ mới dậy. À, đã lười chảy thây ra, ngủ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Sao lại còn suốt ngày mơ mộng cung tần mỹ nữ đó? Mơ thì ai chả mơ, sung sướng thì ai chả thích. À, thôi được rồi. Thế thì để tôi hóa kiếp cho lão, cho lão xuống âm phủ nhá. Để mà mơ tiếp nhá, làm vua làm chúa nhá. Thôi, không phải ghen. Đấy là tôi thấy mình thân cò lặn lội, vất vả sớm hôm. Tôi nói đùa cho mình vui thôi. Vui cái gì mà vui? Ôi dồi ôi, ông ra đầu làng mà xem, người ta đồn như thế nào? Đồn cái gì? Người ta bảo tôi là số khổ, lấy phải cái thằng chồng vô tích sự. Đứa nào bảo thế? Hả? Nó nói gì nữa? Cái thằng hống dúi đầu làng nó nói chứ ai? Nó nói ông ấy là cái thằng ăn tục nói phép, ba hoa chích chè, lười chảy thây ra. Đúng là cái đồ vô tích sự đó.
À, vợ chồng với nhau không tin, đi nghe lời cái thằng hống dối à? Cái thằng đấy mới là cái thằng vô tích sự, cái thằng ăn không ngồi rồi, thằng ăn điêu đói chát nhá. Ui dồi, tôi chẳng cần biết, ít nhất nó còn mở được cái hàng nước, còn ông làm được cái tích sự gì? Làm được cái gì thì rồi mình sẽ biết nhá. Còn cái thằng hống ấy, nó mở bán nước, có bán được cho ai đâu. Mình chờ đấy, tôi ra tôi vạch vôi vào mồm nó. Úi giời, đúng là cái đồ ăn tục nói phét. Thằng hống kia, thằng hống này, thằng hống kia, thằng hống, mày cầm à? Hả? Mày cầm à? Tao hỏi sao mày không nói? Tao nói cho mày biết nhá. Tại sao? Hả? Tại sao mày nói mày bị làng trên sông dưới? Mày nói cái gì để vợ tao về nó chu chéo lên ở nhà kia? Hả? Mày bị câm à thằng này? Sao? Mày nói cái gì để vợ tao nó chu chéo ở nhà kia? Nói cái gì à? Hả? Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì với làng trên sông dưới? Hả? Mày nói với vợ tao là tao là cái thằng ăn tục đuối phép. Ôi dồi ôi, ông ra đầu làng mà xem, người ta đồn như thế nào? Đồn cái gì? Người ta bảo tôi là số khổ, lấy về cái thằng chồng vô tích sự. Đứa nào bảo thế? Hả? Nó nói gì nữa? Cái thằng hống dưới đầu làng nó nói chứ ai? Nó nói ông ấy là cái thằng ăn tục nói phét, ba hoa chích chè, lười chảy thay ra. Đúng là cái đồ vô tích sự đó. À, vợ chồng với nhau không tin, đi nghe lời cái thằng hống dưới à? Cái thằng đấy mới là cái thằng vô tích sự, cái thằng ăn không ngồi rồi, thằng ăn điêu đói chát nhá. Ui dồi, tôi chẳng cần biết, ít nhất nó còn mở được cái hàng nước, còn ông làm được cái tích sự gì? Làm được cái gì thì rồi mình sẽ biết nhá. Còn cái thằng hống ấy, nó mở bán nước, có bán được cho ai đâu. Tao ăn tục nói phép khi nào hả? Thế còn mày thì sao? Thế mày không nói là cái mặt tao là cái thằng ăn không nói có à? Hả? Là cái thằng ăn không ngồi rồi à? Hả? Mày chả là cái thằng ăn đứng dựng ngược rồi còn cái gì nữa? Đấy nhá, mày nhận nhá. Chính mồm mày nói tao là ăn đứng dựng ngược nhá. Tao nói luôn cho mày biết này. Tất cả những chuyện tao nói với bà con làng xóm ấy là đều là chuyện thật nhá. Thế mà mày bảo tao là ăn đứng dựng ngược. Mày nói tao là mày ăn đứng dựng ngược rồi nhá. Mày là cái thằng ăn tục lối khoác. Nhà mày lấy đâu ra cái trống mà đánh làng trên xóm dưới nghe được hả? Này. Tao bảo thật, mày nghe tao nói cho nó rõ đây này. Tao đang nghe đấy. Cái đầu mày sinh ra đầu tao làm sao hả? Không để mọc tóc đâu nhá. Mày cũng muốn biết là cái trống nhà tao nó có thật hay không ấy, và nó xuất hiện vào thời kỳ nào ở cái làng này ấy, thì mày phải về thắp hương lên nhá, rồi hỏi cụ tổ của cụ tổ, cụ tổ là tổ cụ nhà mày ấy nhá. Nhưng mà thằng này mày chửi tao à? Đúng không, cho mày cái đại chuối bây giờ nhá. Này, mày cứ bình tĩnh ngồi xuống. Thế tại sao mà tao nói như thế mà mày lại cứ nghĩ là tao chửi mày nhỉ? Mày vừa chửi tao đấy. Thế có phải là cụ tổ của cụ tổ là tổ cụ nhà mày không? Hỏi cái gì? Đúng rồi, mày phải hỏi xem có phải là nhà tao, dòng họ nhà tao từ đời cụ tổ là có cái trống mà mỗi lần hội làng ấy là chỉ cần đánh một tiếng thôi nhá. Là tiếng trống nó vang xa rền khắp cả một vùng nhá. Tiếng trống nó dội từ trong ra ngoài, dội từ dưới lên trên, mà dội từ miền ngược ra miền xuôi nhá. Đấy, nói thế là biết điêu rồi, lấy đâu ra cái trống đánh làng trên xóm dưới đều nghe được, bục phép. Ôi mày đấy, cho nên là cái đầu mày sinh ra không để mọc tóc nó là ở chỗ đấy nhá. Chính vì cái tiếng trống đó nó mới bắt nguồn ra cái câu các cụ nói là gì hả? Gì? Câu gì? Mày vẫn chưa nghĩ ra? Tao chưa nghĩ ra đấy, mày nói nhỉ? Là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược đấy, hiểu chưa? Mày chỉ là cái thằng ăn tục lưỡi khoác, ăn không nữa có. Trời ơi, lấy đâu ra cái trống đấy? Này, thế nên tao mới bảo mày là mày về mày hỏi lại. Thế mà sao mày cứ bảo tao là thằng nói khoác nhỉ? Thế cái mồm mày thì sao? Mồm tao thì sao? Đúng là cái đầu mày sinh ra không để mọc tóc. Thế mà mày cũng dám vỗ ngực ở làng trên xóm dưới, làng trong xóm ngoài là gì? Cụ tổ nhà mày có nuôi một con trâu mộng
À, mỗi lần nó đói, nó liếm một cái là hết cả một ruộng mạ. Lấy đâu ra con trâu nào to mà liếm hết cả ruộng mạ. Có mà mày gọi cả họ nhà mày ra liếm mà chả hết được cái ruộng mạ. Này mày đừng có bố láo nhá. Bố láo cái gì? Nhà tao có cái con trâu đấy đấy. Ừ. À, mày không biết được đâu. Cái đầu mày chỉ để mọc tóc cái cho nó nặng nhá. Mày phải về mày thắp ba nến nhá. Xong mày hỏi tổ cụ mày. Cái gì? Hỏi tổ cụ mày. Này, mày nói câu đấy là mày nhìn vào mắt tao mày chửi nhá. Mày có muốn tao đập cho mày một phát không? Hả? Tao đâu có chửi mày. Thế mày nói cái gì? Ý là tao bảo mày thắp hương hỏi. Tao hỏi mày nhá. Cụ tổ năm đời của mày thì gọi là gì? Là tổ cụ. Đấy. Cái con trâu nhà tao ấy phải tổ cụ mày thì mới biết được. Nếu như không có con trâu nhà tao to như thế thì nhà mày lấy đâu ra để làm cái trống đánh cả làng trên xuống dưới nghe được. Cụ tổ của tao bán cho tổ cụ mày cái con trâu đấy, lấy cái da làm trống mới có cái tiếng trống to như thế. Thấy chưa? Đúng chưa? Này, mày ngẫm mà xem nhá. Tổ cụ mày mấy cả tổ cụ mày thân nhau như thế thì mới bán trâu rồi làm trống. Đúng không? Đúng rồi. Cái cớ gì mà tao với mày lại cứ ngồi đây mà cãi nhau? Ừ. Hả? Các cụ là bạn mà mình sao lại là thù? Này, từ đời tổ cụ chúng mình ý, đã là bạn rồi. Đúng rồi. Tao với mày bây giờ cũng phải làm cái lễ chứng giám là bạn, đúng không? Bây giờ tao với mày ra nhà bà Dần nhá, làm đĩa thịt chó mừng tổ cụ. Ông ơi. Gì bà? Này. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, lại thuốc à? Khổ quá, uống đi nào. Ui dồi ôi, bà cứ để đây, bà cứ để đây. Tôi để đây, nhưng mà phải nhớ uống đi nhá. Thuốc bổ đấy. Tôi lạ gì cái loại thuốc này của bà. Đêm nào uống xong thì cả đêm là nó cứ thức chứ nó có ngủ được đâu. Ôi, nào ơi, đấy là mồm ông nói thế. Này, mà tôi thấy dạo này là hay bỏ bữa lắm đấy nhá. Không bỏ được bữa nào. Uống đi. Thôi được rồi, gớm khổ. Bà thấy đấy, từ ngày tôi có chút cước sắc, cái việc làng việc nước nó cứ lu bu, cho nên là cái sức khỏe nó cũng nhiều khi nó cũng không đảm bảo thật. Cứ toàn lý do. Ông ấy giỏi việc nước thì phải đảm cả việc nhà nhá. Thuốc bổ đấy uống vào đi. Uống đi. Rồi tính thế nào thì tính nhá. Không thì không bỏ công tôi sắc thuốc đâu. Thôi uống đi nhá. Tôi đi vào trong phòng trước đây. Này. Nhanh thì vào ấy nhá. Hôm khổ quá cơ. Ui, trông cứ tanh tách thế kia. Hỏng hết cả lục phủ ngũ tạng rồi. Ông ơi! Ông! Ui giời ơi! Giờ này mà ông vẫn còn ngồi ung dung ở đây được. Hầu này. Dạ. Mày có thương ông không? Con thì dĩ nhiên là con thương ông rồi ạ. Mày thương ông mà việc làng, việc nước ông làm cả ngày rồi. Buổi tối ông ngồi nghỉ ngơi một tí thì hết bà mày rồi đến mày quấy ông là thế này. Hả? Khổ quá, nhưng mà cái việc nó gấp lắm rồi. Gấp cái gì? Vỡ đê hay sao mà gấp? Hả? Nó còn hơn cả vỡ đê cơ ông ạ. Mày nói ông nghe. Bà con đang họp nhau ngoài kia kìa. Họ bảo là sáng mai sẽ ra đồng để thu hoạch hết. Nào là lúa non này, ngô non này, khoai non này. Nói chung là ở ngoài đồng có cái gì là họ thu hoạch hết. Bà con bị làm sao thế? Hả? Khoai mùa thì phải cho nó đến mùa, đến vụ. Nó phải chín thì mới thu hoạch. Sao tự nhiên lại đi thu hoạch non như thế để làm cái gì? Hả? Thì cái đấy ông phải hỏi thằng Hống với thằng Hách. Thằng Hống với thằng Hách thì liên quan gì đến cái việc này? Hả? Hai thằng đấy nó mơ là thành hoàng làng về báo mộng. Bảo là làng mình sắp có đại họa. Mà hình như là bão to gió lớn này cái gì đấy. Bà con mà không thu hoạch hết đi thì không có gì mà ăn đâu. Ui giời ơi.
hai cái thằng này hỗn hào nhá. Đấy, thế thì con phải về báo cho ông, bởi vì là ông là người có cước sắt ở trong làng, ông mới xử lý được cái việc này. Hỗn quá nhá. Thế sao nằm mơ thôi mà loan tin để cho bà con hoảng loạn lên thế nào? Mày trói ngay hai thằng đấy, giải lên đình để ông xử nhá. Trói luôn ạ? Trói luôn. Vâng, thế để con gọi người đến trói luôn, gô cổ nó lên đình. Gô cổ lại. Dạ. Thế con đi đây ạ. Ui trời. Loan tin thế này thì loạn. Đi vào đây. Nè, bỏ ra. Bỏ cái tên ra. Ông đứng đây. Ông đứng im đây. Nè. Dạ. Đứng im đấy. Đang ngủ đi chứ, người ta dạy tôi cái việc gì đấy? À, việc gì à? Việc gì thì hai ông phải biết rõ hơn tôi. Tôi chả có cái tội gì cả nhá. Không tội gì à? Tội hay không ý, cứ đợi cụ Tránh ra, rồi cụ Tránh chỉ tội cho hai ông. Vâng, cụ Tránh đi. Gần cụ Tránh nha. À đây, cụ đây rồi. Dạ, bẩm cụ là hai thằng hống hách nó đến rồi đấy ạ. Hai thằng hống hách kia, chúng mày đã biết tội của chúng mày chưa? Bẩm ông Tránh nha, chúng con có tội gì đâu ạ. Chúng con là trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất. Chúng con ăn trộm ăn cắp gì đâu mà có tội ạ. Dạ bẩm ông, chúng con chả làm gì có tội cả. Có mỗi cái tội là đang ngủ ngon rồi người của ông đến sốc vác bắt ra công đường xử tội. Con hỏi ông là tội gì ạ? Nó cãi không? Hai đứa chúng mày còn lẻo mép hả? Tội của chúng mày là đơm chuyện đặt điều, tung tin thất thiệt. Dạ, bẩm ông Tránh, là như thế thì oan cho con quá. Mà không những oan cho con mà oan cho cả dòng họ nhà con ạ. Con không thế ạ. Chúng mày còn mồm loa mép dài à? Dạ, nếu như ông không tin thì ông cứ hỏi làng trên xóm dưới. Ông hỏi cả cái tổng này xem là họ nhà con chưa bao giờ nói sai sự thật cả. Nếu không tin ông có thể hỏi từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ người sắp chết đến cho trẻ mới sinh, xem nhà con đã bao giờ nói sai chưa ạ? Nhà con cũng chưa bao giờ nói sai ạ. Con có đơm chuyện đặt điều cho ai đâu mà ông Tránh bắt tội. Đọc cổ hai thằng nha, đánh 50 hèo cho ông. Ôi, chúng con có làm gì đâu mà ông đánh con. Làm gì đâu mà ông đánh con ạ. Chúng mày ấy là đơm đặt chuyện nhá, tung tin thất thiệt nhá. Bây giờ thế này, nếu các ngươi không muốn ăn đòn thì các ngươi phải đưa ra một câu chuyện nào đó mà ta tin, lừa được ta thì ta sẽ tha cho, còn nếu không thì ta sẽ phạt vạ thật nặng. Con lừa sao được? Ông ơi, thế thì khó quá, làm sao chúng con dám lừa ông ạ? Linh, dạ. Đánh. Tại cu tổ mày. Cái gì? Tại sao lại tại cụ tổ tao? Có mặt tại tổ cụ nhà mày. Tại cụ tổ mày có cái cuốn sách ấy. Ôi trời ơi, tại sao mà lại nói ra ở đây? Dạ bẩm ông, không phải lỗi tại chúng con đâu ạ. Tại ai? Mà lỗi tại cụ tổ nhà con ạ. Thế là thế nào? Dạ, cụ tổ nhà con trước khi mất đi có để lại gia phả một cuốn sổ nhỏ. Trong đó ghi tất cả những câu chuyện thường ngày chúng con đọc được và chúng con kể lại cho bà con thôi, chứ chúng con có dám nói sai điều nào ở trong cái cuốn sổ đấy đâu ạ. Dạ đúng thế ạ. Có thật không? Dạ thật. Thế cuốn sổ đang ở đâu? Dạ đang ở nhà con ạ. Mang ra đây cho ta. Mang ra đây. Dạ bẩm ông, làm gì có cuốn sổ đó. Thế là ông bị lừa rồi. Ông bị lừa rồi. Ông phải thu lại lời, không đánh chúng con nhé. Tức là hai thằng mày lừa tao. Dạ bẩm. Dạ. Đánh nặng vào cho tao. Ôi trời. Ôi trời, mày chết. Cái tội ấy là ta đây mà các ngươi còn lừa được. Huống hồ bà con nông dân hiền lành chất phác, làm sao mà không tin lời các ngươi hả? Ôi dồi ôi, ông ơi, chúng con đâu có dám lừa ông đâu, chẳng qua là ông ép chúng con. Chứ bình thường chúng con cũng chỉ kể những câu chuyện vui trong lúc nông nhàn thôi ạ. Nông nhàn cái gì? Nông nhàn cái gì? Các câu chuyện của các ngươi khiến bà con tin đấy là sự thật nhá. Rau, cỏ nó đang xanh mơn mởn thế này, chưa đến kỳ thu hoạch, vì tin lời các ngươi
mà bà con nhổ lên, lúa nó chuẩn bị ra đồng, bà con cũng gặt sớm, gây thiệt hại biết bao nhiêu. Hả? Các ngươi còn cãi à? Dạ bà Mông, làm gì có cái chuyện đấy à? Dạ bà Mông, chúng con đã bao giờ nói đến chuyện thu hoạch sớm hoặc là cây lúa bị thiên tai dịch bệnh gì đâu ạ? À? Thế các ngươi không nói thì ai nói nhỉ? Dạ, chúng con không biết à. Dạ bà Mông, thế ông nghe ở đâu ạ? Nghe ở đâu ạ? Thằng Hầu nói. Thằng Hầu, mày nói lại cho chúng tao. Sao tao nói với mày bao giờ? Bẩm ông, con nghe rất rõ là bà Xoan kể với bà Sỏi bắt nước. Bà Sỏi bắt nước lại kể với ông Tước Lái Châu. Ông Tước Lái Châu lại lầu bầu với vậy bà Xoan ở cuối xóm. Mọi chuyện nó om sòm quá nên con phải về báo ông ngay đấy. Trời ơi, tức là cái chuyện đây là chuyện tam sao thất bản rồi đúng không? Lính đầu. Đánh cái này cho ta. Dạ thôi, con xin ông ạ, thôi ông tha cho con ạ. Dạ. Thôi được rồi. Cái việc đấy ta sẽ xử ngươi sau. Dạ bây giờ ông phải xử luôn. Chỉ ta cái thằng Hầu này đó mà. Còn các ngươi nữa nhá. Các ngươi phải lưu ý. Từ nay về sau kể những câu chuyện vui thì được. Nhưng nhớ là vui thôi chứ đừng vui quá. Tam sao thất bản gây hậu quả khó lường. Các người đã nhớ rõ chưa? Dạ, chúng con nhớ rồi ạ.